Vâng, nhắc đến lĩnh vực kinh tế thì trong quý 1 năm 2018, kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng ấn tượng khi tăng trưởng đạt mức 7,38%, cao nhất trong suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 4 cho đến nay, nền kinh tế với những bất ổn đến từ căng thẳng kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những cơn gió ngược. Liệu nửa sau của năm 2018 có mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn? Các doanh nghiệp kỳ vọng gì vào những thay đổi từ nền kinh tế trong nửa cuối năm nay? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Sau những tháng đầu năm tăng trưởng thuộc top đầu thế giới, thị trường chứng khoán đã trải qua tháng 4 và năm không mấy tích cực. Những tháng cuối năm cũng sẽ khó đoán biết khi mà tính liên thông của thị trường Việt Nam với thế giới đã lớn hơn và dễ bị tác động bởi những yếu tố kinh tế, chính trị bên ngoài. Xét về nền tảng thì nền kinh tế đang rất tốt. Tuy nhiên thì có những cái ảnh hưởng bên ngoài rất rõ, ví dụ như là chiến tranh thương mại này, chiến sự ở Trung Đông này, hoặc là khi mà Fed họ tăng lãi suất trở lại, thì đó yếu tố bên ngoài tác động vào Việt Nam, thì tôi đánh giá đó là những yếu tố mà có thể tác động trong ngắn hạn. Một số ngành đáng chú ý và gắn chặt với chu kỳ kinh tế như ngân hàng cũng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng khả quan. Triển vọng của nhóm ngành ngân hàng đang rất là lạc quan. Nó là cái nhóm ngành mà chịu tác động trực tiếp bởi cái tăng trưởng của nền kinh tế cũng như của các cái chính sách vĩ mô của ví dụ như là nới lỏng cung tiền hoặc là tín dụng, nâng trần tín dụng của ngân hàng nhà nước vân vân, thì đang có rất nhiều những cái yếu tố mà tác động tích cực đến cái tăng trưởng của nhóm ngành ngân hàng. Trong khi đó, ngành bất động sản cho thấy nhu cầu thực mua nhà tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là các phân khúc căn hộ trung cấp, đất nền. Hình nó đa dạng hơn. Ví dụ như là ngày trước chúng tôi bán là bán đất nền. Sau khi mà đất nền chứng minh một thời gian thì bây giờ có đất nền cộng với cả móng. Đó là một sự thay đổi cập nhật tình hình thị trường rất sát với thực tế. Năm 2018 được đánh giá là năm bước ngoặt của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu dự định được ký kết hay hiệp định CPTPP được kỳ vọng thông qua cuối năm nay cũng sẽ nâng cao triển vọng cho một số ngành kinh tế. Việc Canada, rồi Nhật Bản, rồi New Zealand, rồi Úc, rồi Peru, vân vân. Các nước này hiện nay là các đơn đặt hàng đối với ngành gỗ Việt Nam đã tăng lên rất mạnh. Tôi nói ví dụ như là Canada trước đây là rất ít, một năm xuất khẩu Canada cỡ vào khoảng độ chưa đến 100 triệu. Năm 2019 đã ký một hợp đồng là cỡ vào khoảng 200-300 triệu. Các cái cam kết của chúng ta trong CPTPP không phải chỉ là những cái cam kết về giảm thuế, về một cái thị trường, có là những cái cam kết về cải cách thể chế. Khi cái sự minh bạch tăng lên và cái sự bình đẳng tăng lên, và đặc biệt là cái sự cạnh tranh gay gắt hơn của các cái nhà đầu tư nước ngoài và của các cái doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường Việt Nam, thì sẽ là một cái động lực rất quan trọng để thúc đẩy nâng cao cái năng lực cạnh tranh của chính các doanh nghiệp Việt Nam. Để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp, cần có những nỗ lực hơn nữa về cải thiện môi trường kinh doanh. Cùng với đó, cần khuyến khích khu vực doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ, tận dụng cơ hội từ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.